Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Trong ngày hôm nay, Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Nhiều đại biểu khẳng định luật quy hoạch được thông qua từ năm 2017 đã đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và là công cụ quản lý rất tiến bộ về công tác quy hoạch. Việc Quốc hội thành lập đoàn giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành là rất đúng đắn và kịp thời. Có thể khẳng định, công tác xây dựng và ban hành luật quy hoạch là sự nỗ lực và cố gắng rất lớn của Quốc hội, Chính phủ trong thể chế hóa Nghị quyết 13, Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Đặc biệt, kể từ khi được ban hành, luật quy hoạch đã định hình rõ nét cách tiếp cận và nội dung quy hoạch trên cơ sở tái cơ cấu không gian phát triển nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo động lực và xung lực phát triển mới, giá trị mới cho quốc gia và địa phương. Tôi đánh giá cao Quốc hội đã lựa chọn chuyên đề giám sát về luật quy hoạch. Tôi cho rằng đây là một cái chuyên đề giám sát đang mang tính thời sự rất cao. Và tôi nhất trí cơ bản với báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội. Đây là điều kiện, là tiền đề để Chính phủ, Quốc hội xem xét lại một cách nghiêm túc, căn cơ việc xây dựng và tổ chức thực hiện luật quy hoạch. Một số đại biểu nêu dẫn chứng và phân tích, sau một thời gian thực hiện, đến nay công tác quy hoạch đã bộc lộ một số bất cập, trong đó có việc chậm lập, phê duyệt quy hoạch, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để khắc phục. Công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng vì muốn có dự án tốt, có nguồn đầu tư tốt, sử dụng hiệu quả đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội, chúng ta phải có quy hoạch tốt, do đó quy hoạch phải đi trước một bước. Việc quy hoạch phải điều chỉnh là một minh chứng chất lượng quy hoạch chưa được tốt, quy hoạch chưa có tầm nhìn chiến lược dài hạn và chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo sớm thực hiện tổng kết thực hiện luật quy hoạch và luật xây dựng, luật quy hoạch đô thị, luật đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, thực hiện rà soát để bổ sung ban hành mới, bảo đảm đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Mỗi quy hoạch có thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khác nhau thì việc tích hợp sẽ được thực hiện thế nào? Bên cạnh đó, việc tồn tại gần 20.000 quy hoạch thời kỳ 2010-2020 được điều chỉnh kéo dài thời gian, điều chỉnh nội dung và được tích hợp cho đến khi quy hoạch quốc gia, vùng và tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt, thì bộ lọc nào để có thể chạy và rà soát điều chỉnh bổ sung và loại bỏ những quy hoạch không phù hợp để thực hiện việc tích hợp. Một số đơn vị phải thực hiện nhiều đồ án quy hoạch cho địa phương, thậm chí là copy quy hoạch từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ huyện này sang huyện khác, từ xã này sang xã khác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng quy hoạch. Trong khi đó, pháp luật về quy hoạch chưa có cơ chế ràng buộc, khống chế về số lượng quy hoạch mà một đơn vị tư vấn có thể đảm nhận trong một đơn vị thời gian. Chưa quy định trách nhiệm của đơn vị tư vấn nếu để xảy ra sai sót bất cập. Theo quy định tại điểm C, khoản 2, điều 24, luật xây dựng năm 2014 và khoản 7, điều 28, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, quy định về trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực được giao quản lý. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư. Tuy nhiên, đối với các địa phương thực hiện mô hình chính quyền đô thị, khi không có hội đồng nhân dân cấp quận sẽ gặp khó khăn khi triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định này. Như vậy, căn cứ các quy định trên, đối với các đồ án quy hoạch xây dựng, Ủy ban nhân dân quận có thẩm quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng tại khu vực được giao quản lý và có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân quận quyết định trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp này, Ủy ban nhân dân quận là cơ quan thẩm quyền phê duyệt xem xét để phê duyệt. Tuy nhiên, hiện nay ở một số địa phương đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị không có Hội đồng nhân dân cấp quận, phường, trong đó có thành phố Đà Nẵng đang gặp khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các quy định trên về công tác quy hoạch ở cấp quận, bởi vì chưa xác định cấp thẩm quyền quyết định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt đối với các đồ án xây dựng do Ủy ban nhân dân quận là đơn vị tổ chức lập theo quy định của luật xây dựng. Đây là vấn đề cũng sớm cần được tháo gỡ để việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch được thông suốt, liên tục và hiệu quả. Đa số các đại biểu Quốc hội cho rằng việc lựa chọn chuyên đề giám sát công tác quy hoạch của Quốc hội được đánh giá đã trúng và đúng với tâm tư nguyện vọng của đa số cử tri, nhân dân cả nước. Một số đại biểu chỉ rõ trên thực tiễn, vẫn còn một số tồn tại bất cập liên quan đến công tác rà soát quy hoạch, tính liên kết và đồng bộ giữa các quy hoạch chưa được thể hiện rõ, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất,
Để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển nhanh bền vững, tăng tính khả thi của các dự án quy hoạch đô thị và quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch, một số ý kiến đề xuất chính phủ ban hành các chính sách phù hợp về nhà, đất đối với người dân trong khu quy hoạch chưa được thực hiện, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến đời sống, quyền và lợi hợp pháp chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch.